Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Bây giờ, Joab con trai của Seruya thấy lòng vua hướng về Absalom thì sai đi tìm tại Thekoa, một người đàn bà khôn khéo mà dặn nàng rằng: "Hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ sức dầu trên đầu nàng, song hãy có dáng một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết. Đoạn, hãy vào đền vua, tâu cùng vua theo cách này." Joab bèn để trong miệng nàng các lời nàng phải nói. Vậy, người đàn bà ở Thekoa đi đến cùng vua, sấp mình xuống đất mà lại rồi tâu rằng: "Lạy vua, xin hãy cứu tôi." Vua nói: "Ngươi muốn chi?" Nàng thưa rằng: "Hỡi ôi, tôi quá bụa, chồng tôi đã chết. Kẻ đòi vua vốn có hai con trai. Chúng nó đã đánh lộn với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can ra, nên đứa này đánh đứa kia chết. Vì đó, cả dòng họ đều dấy lên nghịch cùng con đòi của vua và nói rằng: hãy nộp cho chúng ta kẻ đã giết em mình, chúng ta muốn giết nó để báo thù em nó mà nó đã giết, và mặc dầu nó là kẻ kế nghiệp, chúng ta cũng sẽ diệt nó. Vậy chúng toan tắt đóm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi hoặc danh hoặc dòng dõi gì trên mặt đất." Vua nói cùng người đàn bà rằng: "Hãy trở về nhà ngươi, ta sẽ truyền lệnh về việc ngươi." Người đàn bà Thekoa thưa cùng vua rằng: "Lạy vua chúa tôi, nguyện lỗi đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi, nguyện vua và ngôi vua không can dự đến." Vua tiếp: "Nếu có ai hăm dọa ngươi nữa, hãy dẫn nó đến ta, nó sẽ chẳng còn dám đụng đến ngươi đâu nữa." Nàng tiếp rằng: "Tôi cầu xin vua hãy chỉ Jehovah Đức Chúa Trời của vua làm chứng rằng kẻ báo thù huyết chớ làm hại tôi càng nặng hơn và giết con trai tôi." Vua đáp: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, một sợi tóc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi." Người đàn bà lại tiếp: "Xin cho phép con đòi vua còn tâu một lời cùng vua chúa tôi nữa." Vua đáp: "Hãy nói." Người đàn bà nói: "Vậy thì, sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội, vì vua không đòi về đứa con trai mà vua đã đày đi. Vì rốt lại, chúng ta là kẻ hay chết, giống như nước chảy trên đất, không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài biết tìm cách thế, đặng không đẩy kẻ bị đày cách xa Ngài. Bây giờ, nếu tôi đến tâu cùng vua chúa tôi, ấy vì dân sự làm cho tôi run sợ. Con đòi vua có nghĩ rằng, mình phải tâu cùng vua, có lẽ vua sẽ làm điều con đòi vua cầu xin. Phải, vua sẽ nghe con đòi vua mà giải cứu nó khỏi tay kẻ muốn diệt chúng tôi, là tôi và con trai tôi khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Vậy, con đòi vua đã nghĩ rằng, chớ chi lời của vua chúa tôi ban cho chúng tôi sự an nghỉ, vì vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu sự lành và sự dữ. Nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của vua ở cùng vua." Vua nói tiếp cùng người đàn bà rằng: "Chớ giấu ta chi hết về điều ta sẽ hỏi ngươi." Người đàn bà thưa rằng: "Xin vua chúa tôi hãy hỏi." Vua hỏi: "Có phải Joab đã đặt tay vào mọi điều đó chăng?" Người đàn bà thưa rằng: "Vua chúa tôi ơi, tôi chỉ mạng sống của vua mà thề, người ta không thể xít qua bên hữu hoặc bên tả đặng khỏi điều vua chúa tôi mới nói đó. Phải, ấy là Joab tôi tớ của vua đã truyền lệnh cho tôi và để các lời này trong miệng con đòi vua. Joab tôi tớ của vua đã làm như vậy để làm cho việc này thành ra cách mới. Nhưng chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất." Vua bèn nói cùng Joab rằng: "Vậy vì ngươi đã làm việc này, hãy đi đòi gã trai trẻ Absalom trở về." Joab sấp mình xuống đất lại và chúc phước cho vua mà rằng: "Vua chúa tôi ơi,
ngày nay tôi tớ vua biết rằng nó đã được ơn trước mặt vua, vì vua đã làm điều tôi tớ vua đã cầu xin ngài. Gioáp bèn trỗi dậy đi đến Geshur-ơ, đem Absalom về Jerusalem. Vua bèn nói rằng, nó phải rút ở trong nhà nó, chớ ra mắt trước mặt ta. Ấy vậy, Absalom rút ở trong nhà mình, không ra mắt vua. Vả, trong cả Israel, chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Absalom. Nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vết gì hết. Mỗi năm, người hớt tóc mình vì nặng làm cho người bất tiện, thì tóc người cân được 200 siếc lơ theo cân của vua. Absalom sinh 3 con trai và 1 con gái tên là Tama. Nàng là người nữ rất lịch sự. Absalom ở tại Jerusalem trọn 2 năm không ra mắt vua. Kế đó, Absalom đòi Gioáp đặng sai người đi đến cùng vua, nhưng Gioáp không chịu đến gần người. Absalom đòi người lại một lần thứ nhì, song Gioáp lại từ chối không muốn đến. Absalom bèn nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy xem ruộng của Gioáp là ruộng lúa mạch kia, ở gần bên ruộng ta. Hãy đi châm lửa vào ruộng ấy. Các tôi tớ của Absalom bèn châm lửa vào ruộng đó. Bây giờ Gioáp đứng dậy đến cùng Absalom trong nhà người mà nói rằng, cớ sao các tôi tớ ngươi có châm lửa vào ruộng ta? Absalom nói với người rằng, hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua đặng nói rằng, tôi đã ở Geshur-ơ trở về làm chi? Thà tôi còn ở đó thì hơn. Vậy bây giờ tôi muốn ra mắt vua, ví bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi. Vậy Gioáp đi đến vua thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Absalom đến. Người vào đền vua, sấp mình xuống trước mặt vua, và vua hôn Absalom. Chương 15. Cách ít lâu, Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân chạy trước mặt mình. Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Absalom gọi người ấy hỏi rằng, người ở thành nào? Nếu họ đáp, tôi tớ ông thuộc về chi phái kia của Israel, thì Absalom tiếp rằng, sự tình của ngươi thật phải và công bình, nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu. Đoạn, Absalom tiếp rằng, ồ, chớ chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ. Phàm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đoán xét sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Nếu có ai đến gần đặng lại người, Absalom giơ tay ra đỡ lấy người và hôn. Absalom làm như vậy đối cùng hết thảy những người Israel đi đến tìm vua đặng cầu đoán xét, và Absalom dụ lấy lòng người Israel vậy. Cuối 4 năm, Absalom nói cùng vua rằng, xin cho phép con đi đến Hebron đặng trả xong sự hứa nguyện mà tôi đã khấn với Đức Giê-hô-va, vì lúc tôi tớ vua ở tại Geshur-ơ trong Syria có khấn lời nguyện này: nếu Đức Giê-hô-va dẫn tôi về Jerusalem thì tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vua đáp cùng người rằng, hãy đi bình an. Vậy người trỗi dậy và đi đến Hebron. Absalom sai những kẻ do thám rao lệnh này khắp trong các chi phái Israel rằng, hoặc khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói, Absalom làm vua tại Hebron. Có 200 người ở Jerusalem mà Absalom đã mời đều đi với người cách thật thà, chẳng nghi ngại chi hết. Đang lúc Absalom dâng của lễ, bèn sai mời Ahitophe là mưu sĩ của David ở Gilo, bản thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. David bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Jerusalem rằng, hãy trỗi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta và dùng gươm diệt thành. Các tôi tớ của vua thưa rằng, phàm việc gì vua chúa chúng tôi nhất định
thì các tôi tớ vua sẽ sẵn làm theo. Vậy vua ra đi, có cả nhà người cùng theo, nhưng vua để lại 10 người cung phi đặng giữ đền. Thế thì vua đi ra, có cả dân sự theo sau, chúng dừng lại tại nhà ở cuối chót thành. Hết thảy tôi tớ của vua và cả người Kerethit, người Phêlêthit đều đi ở bên vua, còn người Gitit, số 600 người ở gác đến theo vua, đều đi đằng trước. Vua bèn nói cùng Itai, người Gitit rằng, cớ sao ngươi cũng muốn đến cùng chúng ta? Hãy trở lại ở với vua, bởi vì ngươi là một người ngoại bang đã lìa xứ của ngươi. Ngươi mới đến hôm qua, và hôm nay ta há sẽ cho ngươi lạc loài đây đó với chúng ta sao? Còn ta đi đâu không rõ. Vậy hãy trở về và dẫn các anh em ngươi theo ngươi, nguyện sự thương xót và sự thành tín ở cùng ngươi. Nhưng Itai thưa cùng vua rằng, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của vua chúa tôi mà thề. Hễ vua chúa tôi ở đâu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, thì kẻ tôi tớ vua cũng sẽ ở đó. Vua David bèn nói với Itai rằng, vậy hãy đến đi trước. Thế thì Itai, người Gitit, cùng hết thảy con trẻ theo mình và cả bọn người đều đi tới trước. Hết thảy dân trong xứ đều khóc và la lớn tiếng lên trong khi cả đám đông này đi qua. Vua qua khe Sết-rôn và cả dân sự đều xơm tới trên con đường về đồng vắng. Ở đó cũng có Sa-đốc và hết thảy người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Họ để hòm của Đức Chúa Trời xuống đất, rồi A-bi-a-tha đi lên trước cho đến khi hết thảy dân sự đã ra khỏi thành xong rồi. Vua bèn nói cùng Sa-đốc rằng, hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vậy, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt. Vua lại nói cùng thầy tế lễ Sa-đốc rằng, này nghe, hãy trở về thành bình an với A-bi-a-tha, A-hi-mát và Jonathan là hai con trai ngươi. Còn ta sẽ đợi tại trong đồng bằng của sa mạc cho đến khi có kẻ bởi các ngươi đem tin báo cho ta. Ấy vậy, Sa-đốc và A-bi-a-tha thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về Jerusalem và họ ở lại tại đó. David trèo lên núi Olive, người vừa leo lên vừa khóc, đầu trùm lại và chân không. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên vừa khóc. Người ta bèn đến nói cùng David rằng, Ahitophe cũng hiệp đảng phản nghịch với Absalom. David cầu rằng, ôi Đức Giê-hô-va, xin làm cho những mưu trước của Ahitophe ra ngu dại. Khi David đã đi đến chót núi, tại nơi người ta thờ lại Đức Chúa Trời, thì Hushai người Akit đến đón người, áo xé rách và đầu đầy bụi đất. David nói cùng người rằng, nếu ngươi đến cùng ta, tất ngươi sẽ làm khó nhọc cho ta. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói cùng Absalom rằng, ôi vua, tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước tôi đã phục sự vua cha thế nào, bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy. Vậy ngươi sẽ vì ta làm bại mưu trước của Ahitophe. Hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-a-tha sẽ đồng cùng ngươi. Phàm việc chi ngươi hay được về nhà vua, ngươi phải thuật cho hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-a-tha biết. Hai người có hai đứa con trai theo mình là A-hi-mát, con trai của Sa-đốc, và Jonathan, con trai của A-bi-a-tha. Các ngươi phải dùng chúng nó để báo tin cho ta mọi điều mình sẽ nghe thấy. Vậy Hushai, bạn hữu của David, trở về thành đang khi Absalom vào trong Jerusalem. Thi Thiên 104. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ, mặc sự sang trọng và oai nghi. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng, khác nào bằng cái áo, dương các từng trời ra như cái trại. Ngài chấp các đòn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài và đi bước trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Ngài sáng lập đất trên các nền nó, đất sẽ không bị rúng động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, nước thì cao hơn các núi.
Chúa hăm dọa, nước bèn giật lại. Nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn. Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho nó. Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, không còn trở lại ngập đất nữa. Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, nó chảy giữa các núi. Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống, các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy, trỗi tiếng nó giữa nhánh cây. Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi, đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người, và khiến thực vật sinh ra từ nơi đất. Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mũ nhựa, tức là cây hương nam tại liên bang mà Ngài đã trồng, là nơi loài chim đóng ổ nó. Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó. Các núi cao là nơi ở của dê rừng, hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết, mặt trời biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đồ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về nằm trong hang chúng nó. Bây giờ loài người đi ra đến công việc mình và làm cho đến chiều tối. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan, trái đất đầy dẫy tài sản Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sinh động vô số loài vật nhỏ và lớn. Tại đó tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắn nên đặng giỡn chơi nơi đó. Hết thảy loài vật này trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy. Chúa xè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn đất, đất bèn rung động. Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài, tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Chương 11. Trong năm đầu đời vua Darius người Medi, ta đã dấy lên để giúp đỡ người và làm cho mạnh. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự chân thật. Này, còn có ba vua trong nước Pherasơ sẽ dấy lên. Lại vua thứ tư có nhiều của cải hơn hết thảy. Và khi của cải làm cho vua đó nên mạnh, thì người xui dục mọi người nghịch cùng nước Grec. Song sẽ có một vua mạnh dấy lên, lấy quyền lớn cai trị và làm theo ý mình. Khi vua ấy đã dấy lên, thì nước người bị xé và chia ra theo bốn gió của trời, nhưng không truyền lại cho con cháu, cũng không như quyền đã dùng mà cai trị trước nữa. Vì nước người sẽ bị nhổ và phó cho người khác ngoài những người đó. Vua phương Nam sẽ được mạnh, nhưng một trong các tướng của vua sẽ được mạnh hơn vua và có quyền cai trị. Quyền người sẽ lớn lắm. Đến cuối cùng mấy năm, các vua đó sẽ đồng minh với nhau. Công chúa vua phương Nam đến cùng vua phương Bắc để kết hòa hảo. Nhưng sức của cánh tay công chúa chắc không được lâu. Quyền của vua phương Bắc và cánh tay người cũng chẳng còn. Nhưng công chúa và những kẻ đã dẫn nó đến và người sinh ra nó cùng kẻ đã giúp đỡ nó trong lúc đó đều sẽ bị nộp. Một chồi ra từ rễ công chúa dấy lên để nối ngôi nó, mà đến cùng cơ binh vào trong đồn lũy vua phương Bắc đánh và thắng được. Người bắt cả các thần họ làm phu tù đem sang nước Ai Cập, cả các tượng đúc
và các khí mạnh bằng vàng bằng bạc nữa. Đoạn trong vài năm, người sẽ không đánh vua phương Bắc. Vua này sẽ tiến vào nước vua phương Nam, nhưng lại trở về xứ mình. Hai con trai vua phương Bắc đi chiến trận. Nhóm một đoàn cơ binh lớn sẽ đến, sẽ tràn ra và đi qua. Chúng nó sẽ trở về và chiến trận cho đến đồn lũy vua phương Nam. Bây giờ vua phương Nam tức giận, ra ngoài để đánh nhau cùng vua phương Bắc, sắp sẵn sàng một cơ binh đông, và cơ binh của vua phương Bắc phải phó vào tay người. Cơ binh đó tan rồi, thì lòng vua phương Nam sẽ lên kiêu ngạo. Người sẽ làm cho ngã xuống bấy nhiêu vạn người, nhưng không được thắng. Vua phương Bắc sẽ trở về, thâu nhóm cơ binh đông hơn nữa, và đến cuối cùng các kỳ, tức là các năm, người sẽ đến với một cơ binh lớn và đồ rất nhiều. Trong khi ấy, nhiều người nổi lên nghịch cùng vua phương Nam, và các con cái của kẻ hung dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên, hầu cho ứng nghiệm sự hiện thấy, nhưng họ sẽ ngã xuống. Vậy, vua phương Bắc sẽ đến, dựng đồn lũy, lấy một thành vững bền, và quân phương Nam, dầu cho đến quân tinh nhuệ nữa, cũng không thể đứng vững được, vì chẳng có sức nào chống lại được. Nhưng kẻ đến đánh nó sẽ làm tùy ý mình, và chẳng có ai đương lại với người. Người sẽ đứng trong đất vinh hiển, cầm sự hủy phá trong tay. Người quyết lòng lấy sức của cả nước mình mà đến. Đoạn người sẽ giao hòa với nó và sẽ làm ứng nghiệm. Nó sẽ đem con gái của đàn bà cho nó để làm bại hoại, nhưng nó sẽ không đứng được và cũng không thuộc về người. Đoạn người quay sang các cù lao và chiếm lấy nhiều nơi. Nhưng một vua sẽ làm cho thôi sự sỉ nhục người làm ra, và còn làm cho sự đó lại đổ trên người. Đoạn người sẽ trở mặt về các đồn lũy đất mình, nhưng chắc phải vấp và ngã và chẳng được tìm thấy nữa. Bây giờ có một vua khác sẽ nối ngôi người, sai kẻ bức hiếp đi qua nơi vinh hiển của nước. Nhưng trong mấy ngày người sẽ phải bại hoại, chẳng vì cơn giận dữ hay trận chiến tranh nào cả. Lại có kẻ đáng khinh dễ lên thay vì vua đó mà người ta không tôn người làm vua. Nhưng người sẽ đến lúc yên ổn, dùng lời xiểm nịnh mà mưu chiếm lấy nước. Những cơ binh đầy tràn sẽ bị thua và vỡ tan trước người, cả đến vua của sự giao ước cũng vậy. Dầu có lập hòa bình với vua kia, người cũng làm việc cách dối trá, đem quân đến và được mạnh bởi một dân ít người. Người sẽ nhân lúc yên ổn chiếm lấy các khu đất tốt nhất trong tỉnh và sẽ làm điều mà tổ phụ và liệt tổ người chưa hề làm. Lấy những đồ đã cướp đã giật được và của cải mà chia cho những người theo mình. Lập mưu đánh các đồn lũy nhưng chỉ trong một thì mà thôi. Đoạn, vua đó lại phấn chấn sức mình và lòng mình, dùng một cơ binh lớn đánh vua phương Nam. Vua phương Nam sẽ đi đánh giặc bằng một cơ binh lớn và mạnh lắm, nhưng người không thể chống cự lại được, bởi vì sẽ có người ta lập mưu nghịch cùng người. Những kẻ ăn trong bàn vua sẽ làm cho vua bại hoại, cơ binh người sẽ tràn ra và nhiều người bị giết và ngã xuống. Có hai vua ấy, trong lòng chỉ trực làm hại, ngồi cùng bàn tiệc mà nói dối. Song sự đó chẳng thành, vì sẽ còn có sự cuối cùng nơi kỳ đã định. Vua sẽ trở về đất mình với nhiều của cải lắm. Lòng người đã rắp đối địch cùng giao ước thánh, và người sẽ làm theo ý mình và trở về đất mình. Đến kỳ đã định, người sẽ trở lại và vào phương Nam, nhưng lần sau không giống như lần trước. Vì những tàu ở Kittim sẽ đến nghịch cùng người, cho nên người sẽ lo buồn và trở về. Người sẽ tức giận nghịch cùng giao ước thánh và làm theo ý mình. Người sẽ trở về và coi trọng những kẻ bỏ giao ước thánh. Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên, làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dân và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu. Người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự giữ nghịch cùng giao ước. Nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm. Những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ phải ngã bởi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phu tù và sự cướp bóc lâu ngày. Trong khi họ sa ngã, họ cũng sẽ được cứu một ít, song nhiều kẻ sẽ lấy lời nịnh hót mà theo họ.
trong những kẻ khôn sáng sẽ có mấy người sa ngã, hầu cho luyện lọc chúng nó, làm cho tinh sạch và trắng, cho đến kỳ sau rốt, vì việc đó còn có kỳ nhất định. Vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Nhưng người sẽ ở chỗ mình, tôn kính thần của các đồn lũy. Người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn lũy vững bền, và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người và chịu tiền bạc mà chia đất. Đến kỳ sau rốt, vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương Bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu, xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Người sẽ vào đến đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. Người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của báu, vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý báu của Ê-díp-tô. Dân Li-bi và dân Ê-thi-ô-bi sẽ theo sau người. Song những tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ đến làm cho người bối rối. Người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả. Chương 12. Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời, mãi mãi. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Bây giờ ta, Daniel, nhìn xem. Và này, có hai người khác đang đứng, một người ở bờ bên này sông, một người ở bờ bên kia. Một người hỏi người mặc vải gai đang đứng ở trên nước sông rằng, đến cuối cùng, những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ đấng hằng sống mà thề rằng, sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Ta, Daniel, nghe những điều đó nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng, lạy Chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Người trả lời rằng, hỡi Daniel hãy đi, bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập lên, thì sẽ có 1290 ngày. Phước thay cho kẻ đợi, và đến 1335 ngày. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi, và đến cuối cùng những ngày ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.